Cụ thể, chủ đầu tư đề xuất phương án không nhận chìm mà sử dụng vật chất nạo vét để san lấp mặt bằng lấn biển theo quy hoạch của cảng tổng hợp Vĩnh Tân, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế. Cũng liên quan đến vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương và các cơ quan tiếp tục nghiên cứu quy hoạch các vị trí nhận chìm vật chất ở biển và các khu vực cần sử dụng vật chất nạo vét để san nền lấn biển, chống sói lở bờ biển, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ ngành và địa phương có biển nghiên cứu quy hoạch các vị trí có thể nhận chìm ở biển, đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường.